Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2020. Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản tỉnh. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử nhấn mạnh, lễ hội nhãn lồng Hưng Yên là hoạt động thường niên của tỉnh, được tổ chức vào đầu vụ nhãn hàng năm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn lồng tới các địa phương trong nước và quốc tế. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng biết đến và thưởng thức nhãn lồng chất lượng cao mà chỉ ở Hưng Yên mới có. Lễ hội diễn ra là dịp để các chủ vườn, hợp tác xã trồng nhãn trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội ký kết được nhiều hợp đồng, hợp tác sản xuất cung ứng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, đồng thời thực hiện tốt việc trồng chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ vững thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ban tổ chức lễ hội chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước kết nối thành công với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nhà vườn của tỉnh, đồng thời bảo đảm an toàn, thuận lợi cho hoạt động giao thương, mua bán, vận chuyển nhãn và nông sản của tỉnh. Tại lễ hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các chủ vườn có sản phẩm nhãn quả tươi đạt giải tại Hội thi Nhãn Ngon tỉnh Hưng Yên năm 2020, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên đợt 1 năm 2020 cho 15 sản phẩm tiêu biểu. Lễ hội Nhãn Lồng Hưng Yên năm nay có 50 gian hàng của các huyện thị xã thành phố trong tỉnh tham gia trưng bày. Ngoài sản phẩm nhãn lồng, còn có các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương như long nhãn, hạt sen, mật ong, tinh bột nghệ và trà thảo dược các loại. Tổ chức thương mại như này thì bán hàng được nhiều hơn và dễ hơn. Tôi sẽ định hướng phát triển kinh tế cho bản thân gia đình tôi và hợp tác xã chúng tôi, và tôi sẽ nhân những cái giống tốt bán ra thị trường. Sau những cái đợt xúc tiến thương mại, rất nhiều khách hàng lại gọi điện đặt hàng, và tất cả những khách đó thì đều được tiếp cận qua cái chương trình xúc tiến thương mại này.